Chào mừng các em đến với kênh học online của trường tiểu học Lam Sơn. Tiết toán hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em biết vẽ đoạn thẳng đúng và chính xác qua bài 86, vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước. Để vẽ được đoạn thẳng AB có độ dài cho trước là 4 cm, ta cần dựa trên 3 bước vẽ sau. Các em cùng quan sát. Bước 1. Đặt thước có vài cm lên tờ giấy. Tay trái giữ thước. Tay phải cầm bút. Chấm một điểm trùng với vạch không. Và chấm một điểm trùng với vạch 4. Bước 2. Dùng bút. Nối điểm ở vạch không với điểm ở vạch 4. Bước 3. Nhấc thước ra. Viết A lên điểm đầu của đoạn thẳng, viết B lên điểm cuối của đoạn thẳng. Như vậy, cô đã vẽ xong được đoạn thẳng AB có độ dài là 4 cm. Để vẽ được nhiều đoạn thẳng có độ dài khác nhau, các em cần nhớ kỹ 3 bước vẽ này nhé. Cô sẽ nhắc lại 3 bước vẽ sau, các em cần chú ý. Bước 1. Đặt thước có vạch cm lên tờ giấy. Tay trái giữ thước, tay phải cầm bút. Chấm một điểm trùng với vạch 0 và chấm một điểm trùng với vạch 4. Bước 2. Dùng bút nối điểm ở vạch 0 với điểm ở vạch 4. Bước 3. Nhấc thước ra, viết A lên điểm đầu của đoạn thẳng, viết B lên điểm cuối của đoạn thẳng. Cuối cùng, ta đã vẽ được đoạn thẳng AB là 4 cm. Các em cần nhớ kỹ 3 bước vẽ này để áp dụng vào các bài tập. Cô cùng các em chuyển đến với hoạt động luyện tập. Bài 1. Yêu cầu vẽ đoạn thẳng có độ dài 5 cm, 7 cm, 2 cm, 9 cm. Cô sẽ hướng dẫn các em vẽ đoạn thẳng có độ dài là 5 cm. Các em hãy quan sát. Cô cũng đặt thước có vạch cm lên tờ giấy. Chấm một điểm ở vạch 0 và chấm một điểm ở vạch 5. Cô nối hai điểm này lại với nhau. Sau đó, viết A lên điểm đầu của đoạn thẳng, viết B lên điểm cuối của đoạn thẳng. Như vậy, ta đã vẽ được đoạn thẳng AB có độ dài là 5 cm. Các độ dài còn lại, các em hãy làm vào vở. Có thể đặt tên cho các đoạn thẳng CD, đoạn thẳng MN, đoạn thẳng PQ. Các em đã làm xong và hãy xem đáp án của cô. Để vẽ được đoạn thẳng có độ dài 7 cm, ta thực hiện như sau. Đặt thước có vạch cm lên tờ giấy. Chấm một điểm trùng với vạch 0. Chấm một điểm trùng với vạch 7. Nối hai điểm này lại với nhau. Ta viết C lên điểm đầu của đoạn thẳng, viết D lên điểm cuối của đoạn thẳng. Như vậy, ta đã vẽ được đoạn thẳng CD có độ dài là 7 cm. Tiếp theo, ta vẽ độ dài 2 cm. Cũng chấm một điểm trùng với vạch 0 và chấm một điểm trùng với vạch 2. Nối hai điểm này lại với nhau. Viết M lên điểm đầu của đoạn thẳng, viết N lên điểm cuối của đoạn thẳng. Ta đã vẽ được đoạn thẳng MN có độ dài là 2 cm. Để vẽ được đoạn thẳng có độ dài 9 cm, ta cũng thực hiện như sau.
Đặt thước có vạch cm lên tờ giấy. Chấm một điểm trùng với vạch 0. Chấm một điểm trùng với vạch 9. Ta nối hai điểm này lại với nhau. Viết P lên điểm đầu của đoạn thẳng. Viết Q lên điểm cuối của đoạn thẳng. Như vậy, ta đã có đoạn thẳng PQ có độ dài 9 cm. Cô chúc mừng các em đã vẽ đúng các đoạn thẳng. Chúng ta cùng chuyển sang bài số 2. Bài 2 yêu cầu giải bài toán theo tóm tắt sau. Tóm tắt: đoạn thẳng AB 5 cm, đoạn thẳng BC 3 cm, cả hai đoạn thẳng cm. Giống như các bài trước, khi câu hỏi cả hai đoạn thẳng thì chắc chắn ta thực hiện phép cộng rồi. Ta lấy 5 cộng 3, 8. Phần tóm tắt đã hoàn thành xong. Cô cùng các em cùng giải bài nhé. Phần bài giải, cách trình bày cũng giống ở bài trước. Bài giải thường có 3 phần: lời giải, phép tính, đáp số. Khi giải bài toán này vào trong vở, các em cần chú ý: lời giải lùi vào 2 ô, phép tính và đáp số lùi vào 4 ô. Từ câu hỏi trên, cô sẽ làm được lời giải chính xác. Đó là cả hai đoạn thẳng dài là 5 cộng 3 bằng 8, đáp số bằng 8 cm. Ngoài lời giải trên thì em nào có lời giải nào khác? À đúng rồi, ta có thể đặt lời giải khác như sau. Số cm cả hai đoạn thẳng dài là 5 cộng 3 bằng 8 cm, đáp số 8 cm. Cả hai lời giải này đều đúng và chính xác. Khi các em làm vào vở, có thể các em chọn lời giải là cả hai đoạn thẳng dài là, hoặc chọn lời giải thứ hai là số cm cả hai đoạn thẳng dài là. Bây giờ các em hãy giải bài tập này vào trong vở. Chú ý cách trình bày thật là cẩn thận nhé. Tiếp theo, chúng ta sang bài tập số 3. Ở bài 3 là vẽ các đoạn thẳng AB, BC có độ dài nêu trong bài 2. Như vậy, ở bài 2 là ta có đoạn thẳng AB 5 cm, đoạn thẳng BC dài 3 cm và cả hai đoạn thẳng là 8 cm. Cô sẽ hướng dẫn các em vẽ đoạn thẳng AB dài 5 cm, sau đó sẽ vẽ đoạn thẳng BC dài 3 cm. Sau khi chúng ta vẽ được hai đoạn thẳng này rồi thì chúng ta sẽ nối hai đoạn thẳng này lại với nhau để có được đoạn thẳng có độ dài là 8 cm. Các em hãy cùng theo dõi. Cô cũng đặt thước có vạch cm lên tờ giấy. Chấm một điểm trùng với vạch 0 và chấm một điểm trùng với vạch 5. Ta nối hai điểm này lại với nhau. Viết A lên điểm đầu của đoạn thẳng, viết B lên điểm cuối của đoạn thẳng. Ta đã vẽ được đoạn thẳng AB dài 5 cm. Để vẽ được đoạn thẳng BC dài 3 cm, ta thực hiện như sau. Ta cũng đặt thước có vạch cm lên tờ giấy và chấm một điểm trùng với vạch 0
và cũng là trùng với lại điểm B là điểm cuối của đoạn thẳng mà chúng ta vừa vẽ. Chấm một điểm trùng với vạch 3. Ta nối hai điểm này lại với nhau và viết C lên điểm cuối của đoạn thẳng. Như vậy, ta đã có được đoạn thẳng BC dài 3 cm. Cô đã nối lại hai đoạn thẳng AB và BC có độ dài là 8 cm. Có rất nhiều cách vẽ để nối hai đoạn thẳng này lại với nhau. Các em cùng quan sát nhé. Chúng ta đã vừa hoàn thành xong bài tập số 3. Và các em hãy làm các bài tập vào trong sách giáo khoa trang 123 và chuẩn bị bài luyện tập tiếp theo. Giờ học đến đây đã kết thúc. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi.